Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 35. Hôm nay cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con bài Nobody Knows the Trouble I've Seen. Và bây giờ chúng mình đọc tên nốt nhạc bài nhạc này nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi, son, hai. La, do, hai, ba. Re, mi, 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 hai. Mi, hai, ba, bốn. Mi, son, hai. La, do, hai, ba. Do, la, hai. Son, hai. Một, hai, ba, bốn. Trong lúc chỗ này, mình nghỉ tay trái. Thì chỗ này, tay phải mình sẽ chơi hai nốt là fa, son, hai, ba, bốn. Rồi sau đây cô sẽ đọc tiếp dòng tiếp theo. Mi son hai la do hai ba re mi 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 hai mi hai ba bốn son hai ba mi re hai mi hai do hai ba bốn do hai ba bốn. Đó là phần nốt nhạc của bản nhạc này. Thế thì để rõ hơn cho phần chơi ở đây như thế nào thì bây giờ các con cùng quan sát cô. Cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi bản nhạc này ở trên phím đàn nhé. Đối với bài Nobody Knows the Trouble I've Seen thì các con sẽ đặt tay ở vị trí đô trung tâm khóa son và đô trung tâm khóa fa. Tuy nhiên nốt đầu tiên chúng ta chơi ở trên khóa son lại là nốt mi, thì là ngón này nhé các con. Mi. Còn tay trái thì các con sẽ chơi nốt son đầu tiên là do si la son này. Son. Đó. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị tay và chuẩn bị số ngón tay làm sao cho chúng ta chơi đúng được số ngón tay được ghi trên bản nhạc nhé. Có một chỗ là nốt fa và son sẽ chơi cùng với nhau. Ở cuối dòng 2 thì chúng ta sẽ chơi ngón 4 và ngón 5 cùng một lúc. Các con luyện tập để hai ngón này rơi được cùng một lúc với nhau và tiếng đàn được vang cho nó đều với nhau nhé. Không được kêu nốt trước và nốt sau. Như vậy là chưa đúng nhé. Bây giờ thì cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con từ đầu đến cuối. Chậm rãi để các con kịp quan sát bản nhạc. Đọc nốt nhạc theo với cô nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi, son, hai, la, đô. Từ đầu đến cuối đấy. Bây giờ thì cô sẽ chơi cùng với lại tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Khi mà cô chơi cùng nhạc thì các con hát nốt nhạc theo để chúng ta ngấm được nốt nhạc nhé, cao độ của nó nhé. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Thank you.
2 3 4 1 2 3 4. Vậy cô Hoàng Vân đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài trang số 35. Ở bài học này thì chúng ta có vị trí pha son là ấn cùng một lúc là mới đối với chúng ta, chưa từng xuất hiện ở bài học trước. Thế còn tất cả các ký hiệu về nốt nhạc, về dấu lặng và về cách chơi như thế nào thì chúng ta đã được thực hành ở nhiều bài học trước rồi đúng không? Cô chúc các con luyện tập bài học này thành công nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.